Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi My Time at Porsche. Trong tập trước, chúng ta đã tìm được cái chìa khóa thứ ba và OnSource AI đã trong tầm tay rồi đó. Mình cho con Strap ăn một cái, sau đó chúng ta đi ra ngoài lấy ngựa vô trong đó để kiểm tra commission. À, hôm nay là chủ nhật hả? Như vậy nó sẽ có được cái phần inspection. There used to be so many. Wow, các bạn thấy cái gì chưa? Một đống luôn, quá đã. Và vừa nãy là relationship với nhiều người. Chào anh, dạo gần đây chúng tôi đã phát hiện, chúng tôi đã hoàn thành được cái con đường ở phía tây của cái đầm lầy. Thì chúng ta đã kiểm tra những cái phế tích ở trên hòn đảo chính trong cái đầm lầy đó, và không có những sinh vật nào sinh sống ở trong trỏng hết. Và chúng tôi đã thấy một cái abandoned ruin nữa, thì nó đã sẵn sàng để anh có thể vô trỏng khám phá rồi đó. Vậy là chúng ta sẽ vô trỏng đào hả? Chúng ta sẽ phải thử coi làm sao. Giờ mình đi cất những thứ này một cái. Quay mê đi làm gì chạy ghê vậy? Cô ấy đang chạy rất là ghê luôn. Bạn thấy cô ấy chạy ghê chưa? Kiểm tra thử coi. If you see any of my chicks running around, see you. Nếu thấy gà của cô ấy chạy tùm lum thì hãy gặp cô ấy. Hãy bắt nó về giùm cô ấy chứ. Gặp cô ấy làm gì? Chưa mở cửa. Ông Russo. Hi, get out of here. See you. Rồi có người đang chạy tới. Ai vậy? Ai vậy? Ông Gale. Hi, my son Gus is goodbye. Alo, có chuyện gì? Ê. Glad you can make it. Let's go. À, rất vui khi anh có thể tới. Và chúng ta đi nào. Đi đâu? Go to Pit Plaza. Yay. Đây là Pit Plaza. Đi ngựa không à? Luyện tập gì á? Run to the riverbank. Chúng ta phải chạy ra bờ sông. Bây giờ để vô làm inspection một cái. Inspection lần này cái chỗ này với cái chỗ trên này. Ôi, hay quá. Và cái miếng này nó bự quá vậy ta. Trước mắt là thấy nó bị dơ, nó bị lõm và nó bị cong. Xong. Wow, cái ghế này có cái nút bự quá vậy. Đầu sao nhỏ quá vậy? Ủa, này có hai cái à? Đó là ghế massage. Bây giờ chúng ta sẽ có cái Skyver. Skyver có cục này bự quá vậy. Rồi cái này nè. Ê, bậy thiệt. Này nó có tới 4 cái lận nha. Và phía sau này mình không thấy có gì đặc biệt. Và có cái này ở bên dưới. Cái chân của nó, chân của nó chắc bằng nhau. Không thấy có gì đặc biệt ở bên này hết. Và phía trên này cái miếng vải nó giống nhau, cây kéo nó cũng giống nhau. Nó khác cái gì vậy ta? Ồ, nó bị dơ mà không thấy ta. Rồi còn một điểm nữa. Leather working. Đây còn cái điểm nữa nằm đâu ta? Mọi người có nhìn thấy nó hay không? Mình thì không thấy rồi đó. Hình như là chỗ này. Hey, nó bị ngay cái tay nắm này hả? À, hai cái tay nắm đó nó bằng nhau. Chúng ta phải có cây lớn cây nhỏ. Cái lớn nằm trên, cái nhỏ nằm dưới. Rồi leo lên. Alo đâu? Alo? Ôi, tự động xuất hiện. Đây là bài tập thể dục buổi sáng. Chúng ta cùng nhau chạy ngựa với Alo. Đi tới đẳng thở cũng chết luôn. Con ngựa nó không thở, còn mình thở. Và đi xuống. You seem very capable already, Arlo. Are you sure you need to push yourself so hard? Nhìn anh sẵn sàng rồi đó Alo. Bộ anh đó, anh như vậy rồi mà cũng cần phải tập luyện dữ vậy đó hả? Yeah, I'm sure. I've not told anyone about this, but the reason I'm training so hard is... Và tôi chắc là như vậy. Tôi không có nói cho mọi người về cái điều này. Nhưng mà cái lý do mà tôi đã phải luyện tập vất vả như thế này là... Because I've failed the entrance exam several times already. I'm training for the next time. I cannot fail again this time. So, I must train harder. Bởi vì tôi đã thất bại trong kỳ thi tuyển nhiều lần rồi. Và tôi sẽ cần phải luyện tập cho cái lần thi kế tiếp. Và tôi cũng không thể nào mà thất bại một lần nữa. Cho nên tôi phải luyện tập thật là chăm chỉ. Just from 2 days of running, you look tougher already. I'll be here, training every day for the week. So feel free to join me again whenever you're free.
Và chỉ 2 ngày chạy thôi, nhìn anh cũng khỏe khoắn hơn rất là nhiều rồi đó. Tôi sẽ ở đây để có thể luyện tập mỗi ngày trong tuần luôn. Rồi nếu mà anh rảnh thì cứ thoải mái tới đây, chúng ta cùng nhau luyện tập. Ghê vậy. Và có gì mà nhiều quá vậy? Bên đây. Đi đi stop. Phải vậy chứ, nghĩ sao đi đi stop ở trên này. Chúng ta sẽ lên trên này một cái. Khu vực đó là cái gì? Chasing the line. Chúng ta lên trển. Cái đó liên quan tới cái con heo rừng mà tối hôm qua chúng ta phát hiện với cô Emily. Ta chạy từ từ thôi nào, để ngựa nó thở nữa. Nãy giờ ngựa chạy không à, mà người thở chết luôn vậy đó. Lên trển nào. Chúng ta tìm được cái ổ nó chưa? Nó đây. Hả? White boar. Nó chỉ kêu vậy thôi. Ta bước xuống để gắn cái DD stop. Mình đang có... Ủa, hết DD stop luôn rồi. Và cây khoan với cây cưa đâu rồi? Chết rồi, hồi nãy cất đồ nó bay vô trong cái chest luôn, mất tiêu rồi. Thiệt là... Bây giờ qua bên này coi một cái. Đây là cái gì? Đây là Abandoned Ruins. Chưa vô được. Sombermass Abandoned Ruins. Aha. Như vậy nó cũng rất gần. Chúng ta có còn chỗ nào nữa không? Chúng ta có cái DD stop để qua đây không? Chắc là cũng phải có thôi. Bây giờ mình sẽ về đây một cái. Tại vì ở đây có cái gì đó. Chắc là cô Emily đó. Chúng ta sẽ qua gặp cô Emily một cái. Giờ này cô Emily chắc đang vô đây ăn trưa. Chúng ta vô tìm cô Emily cái. Ấy, cô ấy vừa đi ra ngoài. Thiệt tình. Mình vô còn cô ấy đi ra. Lát nữa mình đi ra cô ấy đi vô. So when you left the fireflies, he gave a happy oink. Và khi anh để lại những cái con đom đóm đó thì con heo rừng nó kêu lên một tiếng vui sướng. That's great for him. Great for my plants as well. Điều đó thật tuyệt cho nó và cũng thật tuyệt cho cái những cái cây của tôi nữa. Thank you for all the help. I've got more chores. I'll see you later, neighbor. Rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi và tôi còn công việc cần phải giải quyết. Hẹn gặp anh lại sau. See ya. 15 relationship Hi, luôn. I enjoy recommending. See you. See you. Ta chạy ra đi lấy cây cưa với cây khoan cái. Tự nhiên bấm cái nó bay vô trong này luôn nè. Cây cưa với cây khoan. Chúng ta cất cây này đi được. Còn cái cưa với cây khoan là phải để xài. Cưa với khoan là đồ xịn mà. Khoan. Để mình ngó một cái nữa. Còn có chuyện gì nữa không vậy? Không có đúng không? Chúng ta đã sẵn sàng để đi vô chỗ Sombermass Abandoned Ruins. 28 phút. Ta đi qua đây. Chúng ta mở lịch lên coi một cái. Lịch đâu? Mình còn tới ngày mai để chúng ta vô Desert Abandoned Ruins. Vậy ta vô bên này trước. Bao nhiêu tiền? 600 gold. Nhiều nha. Chúng ta phải đi vô trong này coi một cái. Khoan đạo gì này nọ lấy đồ về. Wow. Có cái gì mới? Đây là sắt. Còn đây là gì? Đây là copper và đây là gì? Đây là titanium. Ở đây là có đầy đủ luôn. Copper và titanium. Chúng ta có cái gì kìa? Để mình xuống dưới mình coi thử cái đó là cái món gì. Sâu dữ vậy ta, 20 mét luôn. Đó là Ancient Computer. Một cái relic. Đây là một bức tranh hả? Ồ. Đây là bức tranh. Cộng 5 attack. Bức tranh. Và đó là một cái box, một cái steel cable. Chúng ta qua cái pack box đó coi thử. Có cái advanced engine. Chúng ta khoan vậy đi cho nhanh. Pack box có được gì? Tambourine liquid cộng 2 luôn. Đã quá ta. Chỗ này đào được à nha. Pack box vậy là quá đã. Và mình muốn đi qua bên này coi một cái. Các bạn thấy hang động bự ghê chưa?
chúng ta còn gì nữa nào? Có cái gì ngay sát đây vậy? Pack box. Chỉ có 5 mét thôi. Tempering liquid. Advanced engine. Đó là một cái mảnh của một cái gì đó. Thôi giờ đi tìm titanium đi. Đây là cái gì? Pack box. Kế bên cho nên lấy luôn. Tempering liquid kìa, đã quá. Mình đang cần tempering liquid dữ lắm. Và nhìn thử coi titanium đâu. Titanium là cái màu xanh. Không phải. Không lẽ phải đào xuống mới thấy được titanium ta? Chúng ta có một cái hàng phía bên kia nữa kìa. Chúng ta có thể đi qua được. Đây nè, titanium nè. Ôi sao hàng hiếm quá vậy? Coi bộ hiếm mà nha. Ở đây là sắt thôi, không có gì đặc biệt hết. Đang tìm titanium. Và nó có gì trên mặt đất không? Có pack box. Và có cái mảnh silicon chip 500 gì đó. Đây là cái mảnh của một cái món. Và advanced engine. Chúng ta lấy được advanced engine luôn. Ta đi lên thôi. Đi tìm titanium tiếp coi. Có trên đó hay không? Ý. Các bạn thấy gì chưa? Ở trên cao này nè mới có titanium. Chút xíu à. Và cũng không có nhiều titanium lắm. Chỗ này có nhiêu đó thôi. Ây da. Và bên kia. Đó. Ôi. Nó chuyên môn bị luôn nha. Nhiều khi bắt đầu khoan một cái hay là đào một cái là nó sẽ lấy những cái phần đất trước, chứ nó không có tính là cái phần khoáng sản. Khoáng sản đã hiếm rồi còn gặp chuyện đó nữa chứ. Ở trên kia kìa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Titanium chển kìa. Nghĩ sao nằm chển sao đào. Chơi nhau à. Chúng ta leo lên một cái. Chỗ này nhiều nè, thấy không? Đó. Phải vậy chứ, titanium. Và ăn vô. Phải ăn vô để có sức để đào bới chứ. Và đào được titanium bao nhiêu cái rồi? Chúng ta sẽ có titanium đâu? Đâu là titanium? 400 mấy cái rồi. 400 mấy titanium rồi đó. Và bên dưới đất kìa, hay quá. Chà, chỗ này nhiều nha. Chúng ta sẽ có được nhiều titanium lắm đây. Đây có sắt nữa. Chủ yếu là titanium thôi. Chỗ này mới có titanium. Titanium có thể thực hiện được công thức của những cái món đặc biệt khác. Chỉ dành riêng cho cái factory mà thôi. Hết rồi. Hết titanium rồi. Còn nữa không? Nhiều khi chúng ta phải đào xuống nữa để tìm những cái mạch khoáng sản ở phía bên dưới. Chúng ta lại trúng copper. Hình như ở đây còn. Nó kìa. Đó, titanium. Và nhìn ở trên mặt đất tìm titanium. Hình như bên kia có cái mảng xanh. Chúng ta bài thẳng ở bển. Có cái mảng xanh nè các bạn. Khu này nó hơi tối, nhưng mà phải cố gắng căng con mắt ra tìm để chúng ta lấy titanium đem về. Quá dữ. Những thứ khác thì tạm thời mình chưa lấy. Mình cần titanium trước. Hình như ở trên kia kìa. Phải không? Hình như là đá thôi à. Đây là copper thôi chứ không phải titanium. Và đây có titanium nè. Đó. Chúng ta lấy hết. Lấy được bao nhiêu titanium trong lần đầu tiên này thì lấy. Và đây là gì? Đó là manganese. Nhìn lại lần nữa. Ở bên trên kia. Chúng ta có thể đứng ở trở được hay không?
khó khăn à. Cái chỗ đó nó không có chỗ đứng. Có chỗ đứng mới có thể khoan được. Ở bên đó thì phải. Không phải. Đằng này nữa, chúng ta phải khoan cái chỗ đứng một cái. Nó phải có cái gờ giống vậy nè, chúng ta mới bắt đầu đứng ở trên đó được. Và khoan lấy titanium. Trên đó còn gì nữa không? Nhìn mấy cục đá đó xa xa tưởng titanium nhưng mà không phải đâu. Chúng ta có thể coi được là mình đang đứng tới đâu. Ta gần tới cái map của cái bản đồ rồi. Mình đã quay trở về. Ta hãy đem cất hết tất cả những thứ ta vừa kiếm được vô trong này. Và còn lại một vài thứ. Đây là recording, đó là mấy bài nhạc á. Rồi có được một đống đá. Đá nhiều lắm. Khuyến mãi. Cho vô trọng hết. Và titanium kìa. Đã chưa? Đây là Incredible Mandy Pistol hả? Ờ nó vậy còn, nó còn một mảnh nữa. Bây giờ còn gì nữa bên này không? Không có. Ta bỏ vô trong đây. Vô trọng, vô trọng. Bỏ cái này vô, bỏ cái này vô. Và coi công thức. Cái nào cần phải có titanium. Không phải mấy này đâu. Công thức bên này. Titanium play. Cần sapphire hả? Ghê nha, phải đi đào nữa rồi. Titanium 3. Cần có crystal nữa nè. Giờ mình có thể làm được 2. Vậy mình làm 50 trước đi. Này là làm được 60. Làm 50 trước. Aluminum white, copper gear. Carbon steel 3. Carbon steel chắc cho chế tạo thêm. Chúng ta sẽ cần phải có 300 luôn. Chịu chơi. Ta sẽ bỏ gỗ vô thêm. Không sao. Fiber cloth waterproof. Này ta làm 10 cái nữa đi. Còn gì nữa không? Fertilizer, pigment, concrete. Vậy là mình sẽ cần phải lấy thêm cái sapphire. Sapphire đâu? Sapphire nằm ở trong này. Có 9 cục sapphire thôi. Chúng ta phải bỏ vô 9 cục đó. Bỏ vô, bỏ vô 9 cục. Để làm được những tấm play. Kéo xuống. Titanium play. Crystal cũng cần nữa nè. Và ở đây được 9 cái. Phải đi tìm thêm sapphire rồi. Và ta sẽ cần phải đổ thêm fertilizer vào trong kia. Và bệnh. Fertilizer. Cây này cây gì đây? Zeolora. Zeolite. Còn cây này nữa. Chưa chín. Chưa có khả năng. Và mấy con bò lớn rồi kìa. Nó ngủ kìa. Nó bự ghê luôn. Và bỏ Zeolite vô trọng. Ngựa ơi lại đây. Lâu lâu vuốt ve con ngựa một cái. Để tăng cái lo dầu ti của nó lên. Nó lên 100% thì chúng ta có thể yên tâm luôn. Rồi ta sẽ đi ra coi thử. Giờ này cũng trễ rồi, chúng ta chuẩn bị đi ngủ thôi. Và mình sẽ bỏ đồ ăn vô cho con ngựa. Ta kiểm tra. 98.55%. Ghê thiệt. Ngày mai là bắt đầu một tuần mới. Giờ con Strap nó sẽ canh nhà cho mình ngủ. Chúng ta đi ngủ một cái. Và sau khi thức dậy cho Strap ăn. Rồi cho Strap ăn thôi. Đó, nó canh nhà vào ban đêm. Cho nên nó không có ngủ. Tới bây giờ nó mới đi ngủ. Và dog food đâu rồi? Đây. Chúng ta đã sẵn sàng để đi ra ngoài. Có ai muốn gặp mình không? Có ai tìm mình không? Nghi lắm. Ack, are you okay? Ông Ack à, ông ổn không vậy? Blueberries on pancakes, I slipped again. That's the fourth time this week. I'm just falling apart. Và tôi không thể tin được. Tôi té một lần nữa. Đây là lần thứ tư trong tuần rồi đó. Chắc là tôi đang rớt ra thành từng mảnh luôn. That leg's not working out for you, is it? It was only meant to be temporary anyway. Và cái chân đó không có phục vụ tốt cho ông rồi. Nó chỉ là sử dụng tạm thời thôi mà. Worry not, I can soldier on. Rồi được rồi, tôi có thể chịu được. Giờ để cho tôi gắn vào cái chân mới. Sure, why not? I can use a new leg and a glass of milk.
Rồi tao có thể sử dụng cái chân mới cũng như là cho luôn ly sữa càng tốt. I'm not sure about the glass of milk, but I'll check with Petra to see if she can design you a new leg. Tôi không chắc về cái ly sữa, nhưng mà tôi có thể kiểm tra với cô Petra nếu cô ấy có thể thiết kế một cái chân mới cho ông. Hey! Oh la la! Và tặng cho ông ấy một cái bình sữa. Làm sao mà ông thích bằng cái copper coin được. Này, tặng bình sữa chơi thôi. Leo lên cái nào. Qua bển coi mấy em bò ăn cái. Đó. Đó là colorful fur hả? Ủa? Tại sao lại cho colorful fur? 121%. Nó vui tới mức độ đó luôn kìa. Ghê thiệt. 121% nữa hả? Và có thư từ gì đây? Camargill, Kip. Nay là chủ nhật. Inspection một lần nữa đó. Giờ để mình đi cất đồ một cái. Rồi ta sẽ có được cái gì nữa không? Đây là Ancient Computer Piece. Từ từ. Mình sẽ phải cần có thêm một cái chest nữa. Chúng ta sẽ cần có cái chest mới để chứa những cái món đó. Helper Box. Cái chest đâu rồi? Mình sẽ làm cỡ 5 cái nữa đi. Rồi mình sẽ lên phía trên để mình gắn. Mà thôi, để vô trong kia trước đã. Ngày hôm nay chúng ta còn nhiều việc để làm quá. Training for flying pig. Từ nha, alo. Alo, manh động quá. Giờ để vô đây một cái. Vô. Đồng hồ bị méo, bị dơ, bị mớp. Và có dấu. Rồi gì nữa? Ủa, còn điểm nữa là cái gì? Ở giữa. Chính xác. Cái hộp bị mớp, bị dơ. Cái nơ không đúng. Rồi đây nó bị mớp vô. Nó bị lòi ra chứ không phải nó mớp vô đâu. Và cái lưỡi cưa. Cái bàn. Cái bàn chỗ bên này nó dài hơn. Cái bên này nó dài quá. Rồi có ba cái nút. Có cái này. Bên dưới. Nhìn thử coi, còn hai điểm khác nhau nữa. Nó nằm ở đâu? Nghi là mấy cái nút. Cái nút có bị lòi lõm gì không? Đầu này, à nó chạy không hết nè. Ngay đây. Rồi, nó lòi ra. Cái này căng quá. Cái chân bàn, cái chân tủ chứ. Ở đây bị lòi. Cái này chỉ có hai cái thôi. Cái này dễ quá vậy. You won't find a person is... Rồi được rồi, không ai có thể đẹp hơn tôi ở Portion này đâu. Điều đó là điều chắc chắn rồi. Không cần phải nói gì nữa hết á. Chúng ta chạy đi tìm Alo cái coi. Anh chàng ấy đang luyện tập ghê quá. Alo. Hello. Hey. Wanna run together? I'm up for it. Great. Let's go. Rồi vô. Leo lên, leo lên. Chúng ta chạy ngựa cho nhanh. Lúc đó anh cũng đỡ mệt nữa. Đảm bảo anh thi đậu liền luôn. Rồi đó, tới Pit Plaza rồi đó. Run to the waterfall. Waterfall là tuốt đằng này á hả? Rồi lần này mình sẽ không có chạy tới đẳng nữa. Mà mình sử dụng xe lam. Chơi xe lam luôn thử coi. Anh ấy thi kiểu này là chắc chắn bao đậu luôn. Không đậu mới lạ đó. Thấy không? Nè, leo lên, túi anh phóng xuống. Không phải phóng chỗ này đâu, phóng chỗ này nè. Phóng cũng lộn chỗ nữa, thiệt tình. Ê, nữa hả, quả vậy. Chúng ta phải chạy lên chút xíu để phóng xuống. Đó. Done. Your health state is getting better. À, xong rồi đó. Và cơ thể của anh ngày càng trở nên cứng cáp hơn. Cứng cáp ghê luôn. The civil corps serves the... Thấy cứng cáp ghê không? Chúng ta nhảy từ trên đó xuống mà không xi nhê gì hết trơn á đó. Là chắc chắn là phải cứng cáp rồi, còn gì nữa. Giờ sẵn ở đây mình cũng chạy về được luôn, chứ mình không có cần phải đi bên kia đâu. Chúng ta chạy về. Vô trỏng gặp cô Petra. Bên nào rồi? Cô ấy vẫn đang ở đây. Vô trỏng thôi. Mở cửa xong vô. Cô Petra ơi. Petra ở đâu? Đây. Design a leg for Ack? I'm going to tell you up front that it'll be impossible to make his original leg. But whatever I come up with will still be better than that toilet accessory of yours.
No offense. Thiết kế cái chân cho ông ác à? À, nhưng mà tôi phải nói anh trước là nó sẽ không thể nào làm được cái chân mà giống như cái chân nguyên bản của ổng được hết trơn đó. Nhưng mà bất kể thứ gì mà tôi nghĩ tới, nó cũng sẽ tốt hơn là cái đồ thuộc bồn cầu mà anh gắn cho ổng. Không có ý xúc phạm gì đâu nha. Still, if you can bring me 5 data discs, I can probably speed up my research. Và nếu anh cho tôi 5 cái đĩa thì tôi có thể tăng tốc cái quá trình nghiên cứu. Thanks. That should be enough. Rồi xong, cô tự nghiên cứu đi. Ở đây chúng ta có 74 cái. Mình mua ở đây 7 cái. Ta mua về để bắt đầu nâng cấp ở nhà lên nữa, cho cái factory của mình chạy nhanh hơn. Và ta đi đường nào về đây? Chạy vô trong này nâng cấp cái còi. Mở lên. Nâng cấp. Nâng cấp. Và ủa, nó còn 3/2. Và nâng cấp. Giờ là 1/6. Ta lên được cấp độ 10. Ghê vậy ta. Và nó đang xử lý kìa. Một đống luôn. Ta chạy ra thôi. Trên đó nó có nhiều thứ để chúng ta lấy lắm. Chúng ta có thể ra bên ngoài, không có cần phải vô trọng. Và còn lại một cuốn. Tốt. Trong đó đang làm cái gì? Đang làm những thứ này. Và mình có thể lấy những thứ đó ở trong cái product table. Tuyệt vời. 200 viên đạn, lấy ra hết. Chúng ta lấy thêm đạn để chuẩn bị bắn. Và đi lên theo hướng này. Đây là nơi mình để những cái chest. Và ta sẽ có chest gì đây? Đây là organic material. Rồi relic. Nó đó. Chỗ này chúng ta sẽ gắn xuống những cái relic mới. Ta sẽ gắn xuống. Và ta nên chỉnh cái tên lại trước. Đây là relic 06. Confirm. Relic 07. Ta chỉnh lại cho nó chính xác luôn. Ta kiểm tra cái coi. Đúng rồi, vậy mới được. Relic 08. Hơi bị nhiều rồi đó. Nhưng mà nhiều thì nó khỏe hơn thôi. Nói relic chứ có nhiều cái nó đâu có phải là để relic không đâu. Để đồn lum hết trơn nè. Giờ để coi thử coi. Có những cái này. Này thì không có relic. Ta qua cái thứ 6 để mình bỏ những thứ này vô. Và bức tranh này chúng ta treo ở trong nhà. Hai món này chúng ta cất được. Wow, bức tranh bự dữ vậy. Ngựa ơi, lại đây ngựa. Ê, nhảy không qua. Chúng ta leo lên trên này một cái. Interact. Khu vực này không phù hợp để chúng ta có thể thực hiện được hành động đó. Ra nói chuyện với mình cái trời cả. Rồi, nói chuyện vậy là được rồi. Và vô trong nhà treo bức tranh. Chúng ta có hai việc cần phải làm trong ngày hôm nay. Một là chúng ta đi đào những cái cục khoáng sản tiếp. Hai là chúng ta sẽ đi đào những cái phần sapphire. Đó là tranh của con mèo. Thì ta sẽ tận dụng cái thời gian mình còn vô được cái Desert Abandoned Ruins để chúng ta đi đào ở trong. Giờ mình sẽ qua bên đó. Mình đang ở Desert Abandoned Ruins. Chúng ta hãy kiểm tra xem cái khu vực này có gì ở trong. Và làm sao vô đây? Đường vô ở đâu đâu? Có đường vô chưa? Chưa vô được nữa. Cho tôi vô coi. Đó 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 đó. Nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Ở phía trên đó, chúng ta leo lên phía trên. Ta vô trỏng kiểm tra xem. Nó cũng không có gì đặc biệt. Sao toàn mấy con level 1 vậy? Cái gì vậy? Slow Gooey level 1. Có gì nữa? Một cái nón bình thường. Được hai cái ghế sofa. Và được Power Stone. Bum. Vô quờ cái chích ngắt tại level 1. Power Stone. Chỗ này chỉ có vậy thôi. Và mình có được những cái mảnh đồ mới. Cái này là bữa giờ mình không có farm. Chúng ta thấy được rất là nhiều thứ. Đây là rocket nè, tên lửa nè, quạt nè. Rồi gì nữa. Nãy mới thấy. Ở đây là một cái máy bay. Và ta có được cái keypad nữa nè. Cái này thì chúng ta không có cần. Giờ ta đi ra. Và mình sẽ tiếp tục đào ở khu vực này.
mình vừa quay trở về sau công cuộc đào bới. Và chúng ta hãy cho em này lên 100% cái coi. Thật là vui sướng khi mà chủ nhân thương yêu nó đến như vậy. Chúng ta sẽ cho nó đi về và kiểm tra 100%. Tuyệt vời. Và cô Ginger đang ra đường kìa. Nó chỉ với Gus một cái. Spend your time on cô Ginger ơi, lại đây nói chuyện với cổ. Hey, I love to make things with my. Và ta sẽ tặng cho cô ấy. I really love this. Rồi, cô yêu thích nó là được. Chúng ta đi về. Sau đó mình sẽ cất hết tất cả những thứ chúng ta có ở trong này. Và ta sẽ mở cái phần relic mới lên. Cái này mình phải cho qua cái phần relic ở số 7, số 8 gì luôn á, nó mới đúng. Tại vì cái này ở phía sau, chúng ta sẽ đem qua. Nó đâu rồi, còn cái nữa rồi, mới bấm bay vô, bay mất rồi. Đây. Và số 6, chắc này bỏ số 7 đi. Chúng ta sẽ bỏ những thứ này vô. Đây là những cái mình tìm được ở trong Desert Abandoned Ruins. Đây là Sapphire Ring. Cái đó cứ giữ lại. Ta còn hai cái này, chúng ta cứ giữ lại không sao hết. Ủa? Cái này chúng ta có thể cất vô luôn. Không có chỗ cất hả? Cái đó mình nhớ mình có chỗ cất mà ta. Chắc quăng vô đây luôn đi. Và cái nón này, cái nón này nó không stack lại, nó chiếm chỗ quá. Như vậy là ta sẽ phải có chỗ dành riêng cho những cái món đồ đó. Thì ta sẽ bỏ vô trong cái chỗ số mấy, số 6, số 7, số 8. Số 6, còn chỗ thì cứ bỏ vô thôi. Bỏ này vô luôn, bỏ cái nhẫn này vô luôn. Đó là những thứ mình sẽ không cần trong thời điểm này. Và nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái Abandoned Ruin mới để có thể vô trọng để tiếp tục khám phá lấy những loại tài nguyên mới, đó chính là Titanium. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye.